Sao thấy con quái vật gì mà trông nhiều tay nhiều chân thế nhở? Ôi trông thật là đáng sợ quá. Bây giờ phải làm như thế nào bây giờ nhỉ? À, có một siêu anh hùng chuyên đi diệt quỷ, đó chính là thần Paris. Dạ, anh Tâm Pri xin chào tất cả các bạn fan của anh Tâm Pri nhá. Hôm nay vào năm học mới rồi các em ạ, đâm ra rất là ít bạn nhỏ chơi với anh Tâm Pri, đang đi tìm San để chơi nhưng mà chưa thấy San đâu các bạn ạ. Vừa nhắc San thì San gọi điện cho anh Tâm Pri này. Alo, San à, cậu đang ở đâu? Alo, Tâm Pri à, mau đến cứu tôi với, có một con quái vật màu hồng và rất nhiều tay chân. Hả? Cậu nói cái gì? Con quái vật nhiều tay chân mà có màu hồng à? Cậu nhớ chưa? Đến cứu tôi. Alo, alo. Dường như là San đang gặp nguy hiểm các bạn ạ. Một con quái vật mà nhiều tay chân màu hồng à? Con gì nhỉ? Nhưng mà mình phải đến ngay chỗ San đang cầu cứu mới được. Quái vật màu hồng bắt tớ rồi. Oh my god. Các bạn ơi, kia chính là San và bên trên là đúng như San mô tả, một con quái vật màu hồng rất nhiều tay chân. Wow, đây chính là, theo Tâm Pri nhớ, Tâm Pri đã từng chiến đấu với con quái vật này một lần, đây chính là Mummy Long Leg. Đó, cho bạn nào chưa biết thì Mummy Long Leg có màu rất là màu hồng, trông rất là quyến rũ, thậm chí tay chân có thể vươn dài ra hàng trăm mét, và cái lực tay chân của con quỷ quái vật này thì cực kỳ là mạnh luôn ý, nó có thể ra những cái đòn nặng như hàng tấn luôn. Hay da, bây giờ thì cực kỳ là đối phó với con này khó lắm, bởi vì Tân Paris vừa biết được một thông tin là con quái vật Mummy Long Leg này bắt cả quỷ đầu loa rồi các bạn ạ. Thôi được rồi, bây giờ Tân Paris sẽ cố gắng ra giải cứu San. Đây rồi các bạn ơi, San đây rồi, San đây rồi. Ui, San hình như là đã bị đánh ngất rồi. San. Ai đây? Là tôi đây, Tân Pri đây. Tân Pri, sao cậu đến tận đây, cậu không sợ con quỷ quái vật kia à? Không sợ, con này là Mummy Long Leg, Tân Pri đã từng đánh bại một lần rồi. Tân Pri ơi, đừng chủ quan, tôi thấy cánh tay của nó mạnh lắm. Vừa nãy con quái vật này đánh tôi một cái là tôi bị ngất lịm đi đây. Không sao, bây giờ nhá, cậu cứ nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi khu vực này để tôi đánh lạc hướng con Mummy Long Leg này. Mummy Long Leg, nghe tên quen, nhưng mà thôi, tôi cảm ơn Tân Pri nhá, tôi đi trước đây. Chính là Mummy Long Leg, bây giờ mình sẽ đánh lạc hướng con quỷ này, bởi vì mình còn phải đi cứu quỷ loa nữa cơ. Mummy Long Leg, ta ở đây này. Oh no. May quá các bạn ơi, Tân Pri chạy thoát được khỏi con Mummy Long Leg này rồi. Quái vật Mummy Long Leg có tốc độ cực kỳ nhanh, anh Tân Pri chạy mãi mới thoát được. Ôi trời, chỗ này lại là quỷ loa, nhưng lần này chính là đệ tử của quỷ loa thu phục đang canh giữ, đó chính là Pikachu. Ai chà, theo như anh Tân Pri đang quan sát thì Pikachu đang phóng điện lại quỷ loa. Ai chà chà, bây giờ để anh Tân Pri nghĩ cách để đối phó với con Pikachu này mới được. Đây chính là nơi mà Pikachu đang giam giữ quỷ đầu loa các bạn ạ. Ấy chà, anh Tân Pri có một thanh kiếm phát sáng. Trong các em bạn nào đã xem anh review kiếm phát sáng thì biết rồi. Ngoài ra, kiếm phát sáng này tích hợp thêm tính năng trích điện. Thanh kiếm phát sáng này có đạt khả năng phát ra điện. Các bạn biết rồi, bạn nào đã từng xem Pikachu Pokemon thì biết là Pikachu có khả năng phóng điện rất mạnh luôn. Do đó anh TPR sẽ dùng thanh kiếm phát sáng này để đấu lại với Pikachu. Năng lượng điện cực mạnh để đấu với Pikachu đây rồi. Pikachu, hôm nay Tân Pri sẽ đấu năng lượng điện với Pikachu. Hey! Mình giơ kiếm nhầm các bạn ạ.
tự nhiên lại dơ năng lượng điện về phía mình. Hi, xem lại đây Pikachu. Yeah. Vậy là Pikachu đã thua năng lượng điện của thanh kiếm này của mình rồi các bạn ơi. Quỷ đấu loa ơi, cậu hãy chạy đi. Giải cứu được quỷ đấu loa được rồi. Nhưng mà mình đang tìm kiếm Mummy Long Legs để chiến đấu các bạn ạ. Trên trời là một chiếc máy bay trực thăng. Nhất định là Mummy Long Legs cử chiếc máy bay trực thăng này ra để chiến đấu với Tempri đấy các bạn ạ. Chiếc máy bay trực thăng này bắn ra đạn mạnh quá các bạn ạ. Tempri phải nấp ở sau gốc cây. Không ngờ chiếc máy bay này lợi hại như vậy. May mà Tempri nấp được các bạn ạ. Hóa ra là Mummy Long Legs này có rất nhiều, thu phục được rất nhiều kiểu như là đệ tử để chiến đấu với Tempri và các con vật khác như là quỷ đấu loa. Bây giờ dù là giải cứu được các bạn quỷ đấu loa và San rồi, nhưng Tempri vẫn phải tìm Mummy Long Legs để đuổi Mummy Long Legs khỏi khu vực này. Mummy Long Legs, hôm nay nhá, anh Tempri đứng ra đại diện cho công lý để đánh đuổi người khỏi cái khu vực này. Trước khi chiến đấu thì anh Tempri đề xuất một ý kiến là Mummy Long Legs có chịu thua luôn không? Thì anh Tempri đã phải ra tay. Thế là Mummy Long Legs không chịu thỏa hiệp các bạn ạ. Ok, vậy thì anh Tempri sẽ dùng sức mạnh vật lý đầu tiên. Đầu tiên chính là thanh kiếm phát sáng. Xem năng lượng phát sáng và điện năng của thanh kiếm này đây. Mummy Long Legs có chịu được điện năng không? Mặc dù sử dụng thanh kiếm phát sáng này nhưng anh Tempri cũng tốn khá là nhiều năng lượng, bởi vì thanh kiếm phát sáng này cũng hút đi rất nhiều năng lượng chiến đấu của anh Tempri. Nhưng Mummy Long Legs không sao, có nghĩa là đối với nguồn năng lượng điện thì Mummy Long Legs vô cảm các em ạ. Ok, phương án thứ hai, phương án anh Tempri đã dùng để bắn rơi máy bay trực thăng. Anh Tempri nghĩ rằng là có thể chiến đấu lại được với Mummy Long Legs. Anh Tempri đã sử dụng hết băng đạn của súng nét nhưng cũng không chiến thắng được Mummy Long Legs. Bây giờ phải làm thế nào bây giờ? Quỷ đấu loa, cậu có phương án gì để chiến đấu với Mummy Long Legs không? Tempri phải dùng bùa yêu mới thắng được Mummy Long Legs. Mummy Long Legs có thích cái phong cách này không nhỉ? Có vẻ như là rung động rồi, rung động rồi. Chuôn chuôn. Ôi, đeo bộ râu với mặt cái bộ quần áo này nóng quá các bạn ạ. Đấy, anh Tempri đã chiến đấu xong và coi như thoát khỏi cái sự sức mạnh của Mummy Long Legs rồi các em nhá. Đó, các bạn nếu mà thích anh Tempri làm về chủ đề gì, con quái vật nào thì nhớ comment vào video nhá. Anh Tempri sẽ làm theo tất cả yêu cầu của tất cả các em. Chúc tất cả các em luôn luôn này là con ngoan, trò giỏi, đạt những thành tích tốt trong học tập. Và nhớ là nếu thích làm về con quái vật nào thì comment nhá. Anh Tempri sẽ làm theo yêu cầu của các em, đáp ứng tất cả các nhu cầu của các em nhá. Bây giờ thì bye bye, chúc các em có một ngày thật là nhiều niềm vui.